Duy Minh xin kính chào quý cô chú anh chị để trở lại video tiếp theo của Duy Minh. Thì hiện tại giờ Duy Minh đang có mặt trước Hoa Viên, Nghĩa Trang, Bình Dương quý cô chú anh chị, đó là đại lộ Vĩnh Hằng quý cô chú anh chị ơi. Và hai bên đây là ngày Long Thần Hộ Pháp hay ngày Quan Âm Bồ Tát nghe quý cô chú anh chị. Thì nó đây là một cái đường đi vào thẳng vào mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Còn ở trước đây là trước cổng nha quý cô chú anh chị. Thì vẫn như ngày nào anh em mình vào đây rất là sớm để là vô xem chia sẻ tại mộ của chú có cái điều gì mới lạ hay không ha quý cô chú anh chị. Và như mình cũng mới thấy là một số anh em đi ngang đó là tại gì á quý chú chị cũng vào chạy ngang đây ha quý cô chú anh chị. Nhưng mà thường thường á là mấy anh em chạy thẳng như cổng quay luôn. Như mình thì muốn quay bên đây lâu lâu quay trước cửa này cho bà con cô bác đi vào cái hướng, nhiều khi bà con cô bác không có biết cái hướng đi á, có đến đây thì cũng dễ hình dung ra đi tới cái nơi đó chỗ hoa sen mình, cái hoa sen thì rẽ phải vào một cái con đường đó là đường Đài Hóa Thăng và có cái tên đường là đường nghệ sĩ bên tay phải đó quý cô chú anh chị, vào mộ của chú. Và như mình cũng có mua một ly cà phê sữa như ngày nào thì không để cho quý cô chú đợi lâu thì mời bà con cô bác quý chú anh chị vào bên trong đây phải là vào mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nha quý cô chú anh chị. Đó. Thì vẫn như ngày nào Duy Minh thường chỉ đây là cái đền trình quý chú anh chị, mỗi cái đám tang đi ngang đều có đều ghé ở đây để trình mấy ông một cái rồi xong rồi mới đi vào chôn cắt hoặc là đi thiêu. Đó, bà con thấy không, hình dung rất là dễ luôn. Để Duy Minh chia sẻ cho bà con cô bác phải hình dung khi mà mình đến đây á thì mình có thể là biết cái đường đó vô khoảng 50 mét nào quý chú chị, chứ không được 100 mét nữa. Đó, đó anh Niu rồi đang đó, anh Niu rồi còn đang thắp hương kìa. Đó, đó anh em vô trước thắp hương cho mày trước, nhưng mà không biết cho mấy anh có quay ở ngoài hay không, như mình quay ngoài kia vô cho bà con bác dễ hình dung ra. Đến nào thì mấy anh em mình cũng vào đây cắm hương rồi dọn hộ lao mộ buổi sáng, nói chung là bữa nào anh em mình cũng lao hết quý cô chú chị á. Đó là cái tình cảm của anh em mình muốn dành cho chú. Phải lấy một gói thuốc ha quý cô chị, thuốc một ly cà phê sữa. Đây đây, này có cái lo ủ nhựa của chú anh chị ơi. Mỗi bữa thì có một số video á, là tại vì sao mà để cái âm nhạc lớn quá, tại nó bị bản quyền á quý chú anh chị, cho nên mình chỉnh lại. Ủa, hết hồn, mới vô là hết hồn rồi đó, nên ngồi đây cục đó con. Đó. Chị kia đang gần cái gì đó. Oh, hello em. Có đâu? Gì hả? À, mua phê nè, quay ngoài cổng quay vô luôn. Đó. À, ly phê rồi. Ồ, chị nay chị chơi gì kỳ vậy? À, mua nguyên ly cà phê sữa rồi luôn. Này hả? Gì hả? Ủa cái này chị mua hay là chị làm? Cái cà phê là tự pha. Tự pha đúng không? Chút xíu nữa mời Duy Minh một ly cà phê. Chút xíu pha cho em ly với coi. À có thuốc buổi sáng cho anh em thắp nha. Ai thắp đi. Ủa cô, đừng nói cô bán nhà này hết số rồi nha. Gì hả? Dạ trời ơi sao cô đi mua ấy cô? Dạ ở đây đi, ở đây đi, mấy anh em còn ủng hộ cho. Dạ. Dạ. Đây để mình thắp hương cái. Ủa anh đi cắm hương hả? Không đợi em cắm chung vô cho nó vui anh. Không á, anh cắm trước đi. À cho em một ba cây ha. Chứ em ấy lên cho chú.
Cà phê sữa chú ơi, chú đừng uống cà phê sữa của chị Tiên nha. Uống cà phê sữa của con nghe được. Đừng uống cà phê sữa của chị Tiên hôm nay. Kỳ quá, dần nói cho rồi. Trời ơi. À, chú có quậy lên cho chú không? Ờ, quậy lên. Quậy lên cho chú. Chơi à. À, giờ chưa chưa? Chưa chưa? Ờ, bữa nay mới đi sáng không rồi kỳ á chị. À. Chơi kỳ chơi, bữa nay dành mối nha, nay làm hơi sữa. Dạ. Nè. Nay. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 30 tháng 5 năm 2023. Cái lượng 36 tuổi có kênh YouTube Di Minh Vlog Thắp Nén Hương. Trình giữ các chị các ngài thổ thần thổ mộ thổ địa đất đai dương trạch thần hoàng mộng cảnh long thần hộ pháp ở nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương, cũng như chúc mộ nghệ sĩ ưu tú Du Linh ông tên thật giỏi nhân ngoan có pháp danh là Tâm Giác, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958 và mất ngày 5 tháng 3 năm 2023 dương lịch, nhằm ngày 14 tháng 2 năm 2023 âm lịch năm Quý Mão, hưởng thọ 66 tuổi. Thì sáng nay thì Diễm Minh cũng có mua một ly cà phê sữa. À, và thuốc hút của khán giả cũng gửi cho Minh. Thì xin mời chú Vũ Linh về đây để dùng uống cà phê sữa với con nhé. Rồi cho tất cả anh em YouTube ở đây chia sẻ tại mộ này được yên lành, chia sẻ những cái thông tin cho tại ngôi mộ của chú mỗi ngày cho bà con cô bác từ các phương xa trong nước và ngoài nước được tại ở nhà mà được xem qua các kênh YouTube của các anh em. Nam mô A Di Đà Phật. Con cũng cầu nguyện cho chú được giảng sanh về miền cực lạc. Cũng không quên cầu cho tất cả bà con cô bác gần xa trong ngoài nước được cũng được mạnh giỏi khỏe khoắn, làm ăn thì phát tài phát lộc. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Rồi chỉ có của mình đó. Đốt ba đi thuốc buổi sáng cho chú với các chị vậy ha. Anh đốt nhang thêm đi anh. Đốt nhang thêm đi. Anh em mình đi ấy luôn, chút xíu mình quay lại mình ấy mộ sao. Buổi sáng thì mấy anh em mình người thì mua chú chiên, người thì mua tẩu, người thì mua bia, người thì mua bánh mì thịt. Đó. Ủa ai cũng bánh mì thịt cho ta? Cô chú sáu hả? Ờ cô chú sáu cũng ấy ha. Đó. Đó, quý của chung chị ạ, cũng xong rồi đó. À, mình chia sẻ mà không có thời gian đi hớt tóc luôn, sao nó lù xù, nó ngứa ngáy quá. Đó. Đây nè. Sáng hôm nay thì mấy anh em mình cũng sương sương cho chú ha. Mỗi anh em một cái món. À, thức ăn mà chú hay thích hay dùng đó quý chú chị. Hôm qua thì mấy anh em trời mưa không có thắp đèn này quý chú chị. À, buổi sáng đây nè. À, sáng vô con chào chú ha chú. À, chúc chú buổi sáng vui vẻ ha. À, rồi con xin thắp hương xung quanh rồi con đã bây giờ lại con lau mộ cho chú. À, nước mưa hồi qua của chú anh chị còn động lại nè. À quên nữa,
À, tối nay chắc chút xíu mình kiểm tra coi còn khăn giấy không, muốn chú chị mình sẽ mua thêm. Bộ chị Kim, bộ chị Ngân á, chị gửi 500.000, anh em mình uống nước mà anh em mình để dành mua khăn, bữa đó mua hết 100.000 rồi quý chú chị. Không biết còn nhiều không nữa. À còn một bịch. Rồi. Đó quý chú chị. Nam mô A Di Đà Phật. Thường thường thì anh Ngọc á, đây là chú Nguyễn Quang Đấu. Anh Ngọc á, anh hay thường đi thắp hương những cái khu vực xa hơn quý của chú chị. Nhưng mà buổi sáng á thì anh Ngọc với Di Minh sẽ thắp gần ở đây nghe quý của chú chị. Buổi trưa thì anh Ngọc thường thường là buổi trưa là anh thắp hương ở khu vực nào với khu vực nào? Đi Giáp mà. Cái gì đi Giáp luôn hả? Ủa là sao? Như là bữa nay đi băng khu này, cái là mai đi khu vực kia. Tức là Giáp bên trong Nghĩa Trang này luôn hả? Dữ hả? Mà anh thắp ngày nay chưa được nữa đó. Chưa được nữa hả? Ủa hàng kia em thấy anh chạy xe đi vòng luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Đó, cái việc làm rất là ý nghĩa luôn, nhưng mà vì mình không có theo anh quay được với cô chú anh chị, tại vì mình còn làm những cái việc khác nữa ha. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là chú Hà Sa nè. Có một số cô bác á, nói Di Minh là quay bây giờ là không có sự kiện nhiều, cho nên là quay ít là thôi, khoảng 25 phút thôi quý của chúng chị. Nam mô A Di Đà Phật. Đó, thì Di Minh cũng cố gắng quay ngắn lên tí xíu cho bà con cô bác xem ha, khi nào có sự kiện gì thì sẽ quay nhiều. Nam mô A Di Đà Phật. Còn đây là chú nghệ sĩ ưu tú Nam Hùng. Thì Di Minh mà nghe ai mà góp ý cái điều gì quý của chú chị mà nghe có lý hợp lại là Di Minh sẽ làm theo. Nam mô A Di Đà Phật. Còn đây là nghệ sĩ Nguyễn Quang Còn, có nghe là Tư Còn quý của chú chị. Còn đây là vợ của chú nè. Nam mô A Di Đà Phật. Mình thấy những cái ngôi mộ á, mà không có bia mộ á, những ngôi gì nè quý của chú chị là mình rất là là cái cảm xúc mình rất là quý luôn quý của chúng chị ha, rất là quý những mộ như vậy. Còn đây là soạn giả Nhi Kiều, con chào cô, chào chú. Buổi sáng quê của cô chú ở Bến Tre, dòng chơi quý chúng chị ở Ba Chi chứ. Nam mô A Di Đà Phật. Không biết cô soạn giả Nhi Kiều thì ở đâu nè, mình cũng tại vì bên cái phần bia mộ á, phải cắm hai cây chứ lộn. Một Phật à. Bên cái phần bia mộ của cô thì không có để, chỉ để là quê quán ở Bến Tre thôi. Rồi anh vô cắm đi. Ở đây thì hình như là em thấy là trong những đội ngũ mà em nói thật ha, trong đội ngũ mà cái gì Hậu Cần là như là em chấm là anh là số 1 đó. Anh là những gì mà... Ủa? Chào 15 con nhái. Bữa nay chuyển qua 15 con nhái luôn rồi. Ủa? Rồi bữa nay gió sáng gió giống như bão ha. Ủa anh coi em nè. Gà, gió hung hung luôn kìa. Mặt ngửa luôn. Nắng lên. Đó. Giống bão quá ha, mà mát mẻ quá à. Nam mô A Di Đà Phật. Ở đây có những cái câu mà anh thường hay là tâm đắc nhất mà. Đó, những câu một. Đọc bữa nay cho em đọc đi. Của chú Nguyễn Quang Thắng nè. Dạ anh em mình đọc nha. Phúc đức ông bà cao như núi. Công cha nghĩa mẹ tựa biển đông. Cây mọc có cội con nên nhớ, nước chảy có nguồn cháu kêu quên. Giờ mình đọc được nè, nhưng mà mình giải nghĩa được mới là quan trọng. Dạ, giải nghĩa trước nha. Giải nghĩa trước. Phúc đức ông bà cao như núi, tức là cái đức á, là ông bà để lại rất là cao lớn nha, rất là to lớn luôn. Công cha nghĩa mẹ tựa biển đông, tức là sao? Tức là cái công cha không, của cha chưa, mẹ. Chưa, để em nói cái phúc đức ông bà cao như núi là em giải thích sao?
giải thích sao này? Em vừa giải thích rồi mà. Vừa giải thích lại rồi. Tức là cái đức cái hạnh của ông bà đó là rất là lớn, rất là người ta ví như là cao như núi gì đó, tức là to lớn. Đó. Công cha nghĩa mẹ, tức là cái công nuôi dưỡng của cha mẹ tựa biển đông, tức là công cha nghĩa mẹ, tức là cái công nuôi dưỡng của cha mẹ rất là rộng, rộng như biển vậy đó. Đó, đúng không? Sao anh đọc ngâm dữ vậy? Rồi còn đây. Rồi giờ anh giải, nãy em giải. Cây mọc có cội có nên nhớ. Rồi, nước giải. Chảy có nguồn cháu sẽ quên. Cái câu thơ này thì câu này anh giải nè. Câu này hai câu này là muốn nhắc nhở cho chúng ta con cháu của mình là luôn nhớ rằng, ý thức rằng là cái gì nó cũng phải có cội có nguồn. Thì là tức là mình cũng vậy, kể cả mình luôn, đừng nói cây. Cây thì nó có cây lớn thì nó mới có cây nhỏ, cây nó đâm ra chết trái rồi nó mới nói gì đâu không còn nước chảy có nguồn cháu chứ quên, là tức là cũng như là dí muốn nhắc nhở là con cháu mình luôn luôn cũng phải nhớ đến là cái ông bà cha mẹ của mình á, nguồn gốc của mình, cái nguồn gốc của mình từ đâu mà có. Nhưng mà em đặc biệt cái nhìn nè, em thấy là ở trên tất cả trên thế giới có bao nhiêu nước, 100 mấy chục nước, 200 nước gì đó anh nhớ, là như là trên 200 nước cả thế giới luôn á. Nhưng mà em nghĩ đi ngẫm lại và em điều tra thôi, lên Google em sợ thật là em tìm hiểu những cái thông tin thôi, không có các nước nào có cái nguồn gốc nha. Nhưng mà Việt Nam mình có đó. Việt Nam mình là rồng cháu tiên đó. Đúng. Tiên ra nước ra rộng lớn phải không? Cái gì cũng có không, nhưng mà không có nguồn gốc. Mình lại có nguồn gốc. Đó mình mới hay, mình hơn ta là chỗ đó. Mình hơn ta rồi. Đó. Thôi mình đi giọng này quen rồi. Đó, đây là phải qua chú anh Sang. Đó. Bởi vì em thấy không, qua bao nhiêu cuộc chiến tranh đó, thì quân dân ta, dân ta cũng đều là Nam Mô đứng vững. Anh có làm có cần caramel không? Không, gì được rồi. Mà công phải cầm hai máy nữa. Cái nào kẹt chứ lắm thôi, còn nào anh sử dụng được anh đó. Nam Mô Phật. Còn đây là em biết ai không? Đạo diễn điện ảnh Lê Văn. Ở trên Linh Hoa Tại Đàn có cái bàn thờ của chú á. Có ba bàn thờ, một cái bàn thờ chánh điện giữa là của là giáo sư, phó giáo sư tiến sĩ Trần Quang Khê. Đó. Cái rau cần. Ủa cái cây gì, rau canh chua. Phải không anh? Cái giống á, không biết phải không? Không phải, không phải quá. Không phải. Giống rau tằn á. Giống rau tằn nhưng phải giống. Còn đây là bản diễn của bạn đời. Ủa bạn đời chứ lộn lên mà bản diễn nó siêu lộn luôn rồi. Ở trên Linh Hoa Tại Đàn á có ba cái bàn thờ. Một là của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê. Đúng. Hai là của đạo diễn Lê Văn. Đạo diễn điện ảnh. Đạo diễn điện ảnh. Phải phân biệt luôn, đạo diễn điện ảnh Lê Văn. Nam Mô A Di Phật. Rồi. Em đoán thử. Nam Mô A Di Phật. Cái ông mà nổi tiếng mà sáng tác nhiều hoài tăng cổ. Cà Mau nhiều màu khơi thắm. Ghe chiêu Cà Mau rồi cầm xào trên bờ kênh Nga Bãi. Cái bản đó của ổng rồi đó. Đó, nghe gợi ý vậy thôi là biết rồi. Nam Mô A Di Phật. Đây là nghệ sĩ Phan Quang Đạt. Không có thua đi để nói cho. Đó là ông nghệ sĩ nhân dân soạn giả Diễn Châu. Nam Mô Phật, đó là đúng tên luôn. Còn đây là ở đây cũng là cũng Châu nữa mà nghệ sĩ nhân dân Giang Châu. Trùng tên cái chữ tên Châu. Đây là thắp hai cây nhang nha. Đúng rồi, diễn viên thế giới anh cũng thắp hai cây nhang kìa. Mà lâu lâu thỉnh thoảng cũng quên cái. Thắp cây một. Chú và con hai hài cốt.
Còn bên đây là Quái Kiệt Tòng Sơn nè. Nói về cái quái kiệt là cái sự, nó thật sự là cái sự mà nó kỳ quái, nó đạt tới là cái đỉnh điểm rồi. Cái sự mà diễn xuất của ông, hoặc là cái nói chung là cái sự nó quá cái bình thường. Bởi vì mới có cái thường thường những cái người mà đặc biệt á, người ta đặt hay là đặt những cái danh từ nó rất đặc biệt, nó không phải quái nhân. Rồi quái nhân nghe ghê lắm. Quái Kiệt. Quái Kiệt là nói chung nói nôm na là ông này ông đặc biệt mà ông quá tài đi. Nói gì là được rồi. Ông hay quá. Người ta gọi ông là cũng là xuất thần quá. Ông là kiểu như là hay mà không dùng lời để tả được luôn. Âm mưu rồi. Không, mình đốt buổi sáng gì đi, chờ âm mưu rồi đó. Âm mưu rồi. Còn là nhà thơ thì nhà thơ là mình đọc cho ông cái mình biết rồi ha. Nhà thơ Ngô Anh Chương nè. Anh Ngọc với anh Minh có mưa chưa? Có rồi. Sáng nay có nhà tài trợ mưa đó, ai chưa có? Phải không? Nhà chỉ có một sức kiện nè. Thôi nhường cho anh Ngọc đi. An dắt nghìn thu dự bụi trần, bạn bè thăm quyến ấm lòng nhân. Xanh tiền bạn hữu bà con quý, về chỗ tiền đài vọng cổ nhân. Quyển khách đến đây cho nhắn gỡ, đôi lời thăm hỏi đến người thân. Âm dương đôi ngã đành xa cách, xin gỡ đôi lời cảm tạ anh Chương. Đây là những cái lời thơ rất là ý nghĩa luôn nghe. Chú trước khi mất thì chú cũng đã biết thì ai cũng sẽ về dưới đất mẹ Vĩnh Hằng quý của chúng chị. Nam Mô A Di Phật. Đây là nghệ sĩ ưu tú Hồ Kiển quý chúng chị. Quê của chú thì ở Dòng Chơm, Bến Tre. Nữa ông ca nữa rồi đó. Nam Mô A Di Phật. Làm như tới đây làm như mà mấy ông nhạc sĩ, nhà thơ đồ mà tính nói tầm bậy phải không? Bây giờ mình hát bài vậy nè. Nam Mô A Di Phật, nổi buồn hoa phụ. Ông nói cái bài, ông nói cái bài hay, nhạc của tao hay quá mà mấy bài hát dở quá. Hát nói cái bài. Giờ bữa nay đi dưới không? Đi đâu? Đi dưới hả? À, mình chịu đi. Cấm ở đây cái còn nhạc sĩ Quang Tý nữa kìa. Trời. Đừng muốn. Đừng muốn ói nổi ta. Nó môi được hả? Hả? Giờ mình đi xuống còn dãy Diễn Châu luôn hả? Thôi đi cũng đi. Vậy vậy hết được. Tự nhiên cái cục đá đó chữ thì chữ Ninh. Đâu? Ninh có nghĩa là gì? Ninh là nịnh á. Bảy nịnh cái nịnh đâu cái nào đâu? Đó, cái cục đá kìa. Đâu? Đá ở đây nè, ở trên nè. Đâu? Quá bình thường đối với anh. Ninh phải không? Ninh. Ơi, cái này ngộ nha. Cái này có sự trùng hợp lạ. Trùng lạ nào? Con rút sông bao nhiêu là cây? À, cái này là còn về Diễn Châu. Này là vũ đức sao biển. Vũ đức sao biển. Chú Nguyễn Văn Tý rồi, ok. Nè, sao mà gan vậy? Chứ họ lạ lắm hả? Để hai cái trái á, hai trái á tặng. Sao là hai chồng của Tý Tý chuột nó tình cảm lắm quý chị. Nó chơi trò chơi tùm lum hết á, trò chơi bún đậu tay nè. Đó xong đó nó cài ấy đó kìa. Kìa ông chạy ngang người ta cười kìa. Quơi chùi gì đấy nè, thấy gì chưa? Một con nai mắc cạn. Con nai này mắc cạn chắc luôn á.
Con nai nè, hôm trước nó vô nó ấy đó, nhớ không? Nó vô nó à, nó ăn hoa đó. Con này là con nai mắc cạn mà. Nó bự hơn. Con này nó đang mắc cạn đó. Bây giờ không không có làm người ngoài năm ngoài. Năm vết ngoài. Vết ngoài. Mộ nó mới chôn. Mấy anh em mình nhớ cái lúc mà cô cô Diệu Hiền mà đi lên cái làng cuối hổm là cô nói là chắc cô lên làng này làng cuối đúng không? Đó, cô nói là cô lên làng cuối nữa là mà anh em mình cảm giác là như là cái có cái sự gì ha. Rồi tại sao cô lại nói lên làng cuối ta? Không biết như thế nào á. Giỏi chơi không? Ủa. Hỏi lá kìa. Hỏi lá. Em chào chị. Chị Nhung. Chào chị Nhung. Chị Nhung. Chào chị. Chào chị nha. Chào nhau mà. Chào nhau. Chào nhau mà. Dạ. Em chào anh Mực. Em chào anh Mực. Ôi, đi ngang đây guitar mà không cúng cho ông thì kỳ lắm. Đó. Chúng cho cúng đây cũng là nhạc sĩ là Tạ Quang Trung. Nam mô Di Phật. Con thắp ông nén hương nha. Nam mô Di Phật. Buổi trưa thì có anh Ngọc, anh đi xung quanh ông thắp từ khu quý của chúng chị mỗi một ngày thắp một khu hai khu gì đó. Nam mô Di Phật. Còn đây là nghệ sĩ nhân dân soạn giả Diễn Châu quý của chúng chị. Ông sinh năm 1923 và ông mất năm 2016 quý của chúng chị, tức là cũng là 90 mấy tuổi nha quý của chúng chị. 94 tuổi rồi. Nam mô Di Phật. Đây là nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển nè. Theo như Di Minh biết là ông là một người soạn giả, nghệ sĩ mà sáng tác nhiều bài nhất của Việt Nam mình luôn. Đặc đó là ông là một người sáng tác nhiều bài nhất luôn. Bây giờ nhạc tăng cổ nè. Rồi của chú là bao nhiêu bài ha? Hay là mình mở thử rồi xem ha. Anh nhớ anh có điều tra một lần. Bây giờ mình lên trên Google mình mở tủ dạ, của chú soạn giả Việt Châu coi. Là hình như là tới là hơn ngàn bài á. Mình gọi là ông mới đúng. Thì nói chung á những người lớn tuổi mình gọi ông, nhưng mà ở đây mình gọi một chung mình gọi chung luôn là chú với cô đi cho nó dễ. Tại vì anh cũng có nói với bà con cô bác rồi. Dạ. Giờ người như kêu ông, người kêu bà này kia đồ nói hết rồi, nghệ sĩ thường thường á là phải gọi chung. Thôi mình gọi chung đi cho nó dễ. Xin phép bà con. Dạ. Coi con giả Diễn Diễn Châu. Sáng tác bao nhiêu bài? Quý vị tí nữa đang điều tra chú dọn giả Diễn Châu. Đây. Sáng tác coi. Để coi chú có cái công trình nghiên cứu của chú nha. Rồi sao? Cuộc đời và sự nghiệp nè. Thôi sao dài quá anh ơi. Mình bấm vô cái tác phẩm đúng không? Tác phẩm của chú được bao nhiêu bài được rồi? Cái thứ nhất nè, hơn 50 sáng tác, ông đã để lại kho tàng sáng tác sản phẩm đồ sộ. Trên 50 vở cải lương đã được trình diễn trên sân khấu. Hơn 20.000 bản ô cổ. Và 2.000 bản giọng cổ đã được các hãng hơn nghĩa bản thu âm thanh phát hành. Ủa gì mà anh nhớ có ngàn mấy vậy ta? 2.000. Hơn 2.000 luôn. 2.000 bản vòng cổ. 2.000 bản vòng cổ. 50 sáng tác, 50 vở cải lương. Thôi mình né rồi anh chị dân làm. Rồi quá. Rồi. Mà có thời gian á, các anh em mình sẽ là cho bà con cô bác xem. Của chú nha. Trời ơi, hơn 20.000 bản trong cổ làm sao cho xem hết. Mình chỉ nói thông tin đó vậy được rồi chứ làm sao mà
bà con vô cô bác tự mình vô mình xem trên Google á chú chị, chứ làm sao mà cởi hết được 2.000 bản được. Cả một đời người chú sáng tác hơn 2.000 bản dòng cổ, quá lịch sử luôn nha quý cô chú anh chị, rất là lịch sử luôn. Thôi trong cái thời gian này đi đợ đặng cũng hơi lâu, thì Duy Minh cũng xin tạm ngắt ở đây rồi đi đợ mộ của chú sẽ quay tiếp ha quý cô chú anh chị, để trên cái thời đường đi nó dài quá. Quan ơi quý cô chú anh chị ơi, thì Duy Minh cũng vừa tới đây ha quý cô chú anh chị, tại mộ của chú. Vừa tới đây để sáng nay là mình phải có cái việc là mình thói quen quý cô chú anh chị, cái này là giống như là thành một cái thói quen rồi, phải lau mộ cho chú một cái. Dẫu biết rằng là mấy anh em lau rồi nhưng mà mình cũng phải lau lại quý cô chú anh chị, nó thành cái thói quen rồi. Ủa chị hả? Ủa nó tan luôn hả? Em cảm ơn nha. Mô Phật chị Tiên chỉ làm ly cà phê nhựa nho nhỏ cho là mấy anh em mình uống. Bây giờ mình xin lau mộ lại chú ha, lau lại ha quý chú anh chị. Đây là mấy anh em sáng vô lau rồi quý chú anh chị, nhưng mà dẫu biết như vậy nhưng mà mình vẫn lau nữa, nó ngộ quá, kiểu như là thành cái thói quen luôn rồi. Anh Ngọc qua đây lau vui với em, lau cho vui. Anh bên đây em bên kia đi, lau hình trước anh ơi, lau cái ảnh trước, anh lau mặt sau đi, người lau mặt, lau ảnh trước đi, rồi xong rồi lau trên đây. Chung là thành cái thói quen luôn rồi chú ơi. Chú ơi chú có linh thiêng á, thì chú cũng độ cho anh em ở đây quay video tại chia sẻ mộ của chú cũng đã lâu rồi, thì cho anh em cũng được bà con yêu quý vào xem nhiều, và cũng độ cho là gia đình của chú trên thượng dưới hòa, con cái con cháu là mạnh giỏi, ai cũng làm ăn được phát tài phát lộc, cũng độ cho chị Hồng Loan cũng được mua mai bán đất nha. Dạo này chị cũng có bán hàng online để nuôi những con cháu của chú á, và mong là chú cũng độ nha, độ chú độ không được thì chú nhờ ông bà độ. Cái thứ nhất là độ sức khỏe là chủ yếu, có sức khỏe trước đi rồi làm gì cũng được hết, đúng không Ngọc? Chứ mình đừng có xin số, xin độ số là không được, xin độ số là hình như là không ai độ cho cái người đó, người cũng phước hằng gì đó người ta mới độ đó, đúng không anh? Chứ kiếp trước thì chắc cũng có làm gì ăn ở sao á quý chị, có đức có phước gì đâu mới độ chúng được. Chứ bình thường anh thấy không, những người mà trúng số đi nhưng mà sau này á mà còn không có làm phước đức cũng hết à, đúng không? Lo mà có cái tiền đó mà không biết gìn giữ tôn trọng á quý anh chị, cái tiền mà từ trên trời rơi xuống á, xong rồi cái mình phung phí á, là Duy Minh thấy quý chú chị nhiều người ở quê của Duy Minh luôn nè, trúng số quá tràn luôn, trúng bậc tỷ không luôn đó, mua đất mua cát quá trời luôn, sau thời gian ăn chơi là rồi xong cục kẹo, không có còn cái gì luôn á quý chú chị, thậm chí là nhiều khi còn cái cục đất không có ở luôn á. Nên là những cái mà mình có được phải trân quý, ông bà cho đó là mình có tạo phước, mình được phước của quý chú chị, thì mình cố gắng mình giữ để còn hậu hủ về sau này con cháu nữa quý chú chị, để mình thấy cái đồng tiền đó mà ăn chơi là rồi xong. Em thấy là nhiều luôn rồi đó nha, nhiều em thấy nhiều cái hoàn cảnh gì luôn á, mình mà cái tiền trúng số á mình tạo phước thêm á, là Duy Minh nghĩ rằng mong muốn cuộc trúng số thêm nữa. Ở dưới quê em bên Long An có một người giàu có lắm, ông này mặc áo rách, ông
nhà của ông là đất Cò Bay Thẳng Cánh đó, 300-400 công á, mà ông trúng là ông trúng hai lần chứ số, hai lần luôn, mà ông làm phước lắm, ông làm phước, ông thương người lắm, ông bà đó. Những người như vậy á là cái hậu hủ người ta còn là như là như mình thấy là cái đặc biệt chỉ có là người đó uống quýnh quý vị là còn, và giờ đất cát cũng còn đó. Còn những người mà trúng số rồi mà ăn chơi là như mình thấy là không còn, không có còn ai, tiêu tan hết. Cho nên là ở đây mình cầu là mẫu cứu của chú, cầu sức khỏe đi, cầu sức khỏe là thấy là hợp lại nhất hả anh, có sức khỏe là mới có sức khỏe mới đẻ ra vàng được quý cô chú anh chị, chứ mà không có sức khỏe là không có tiền cũng bằng không thôi đó. Vô bệnh viện nằm một chỗ đó sống có nghĩa lý gì đâu, đúng không? Bây giờ đời, bây giờ đời thượng quân tích đức quý cô chú anh chị, nó thật sự luôn là làm phước rồi có phước. Bà con cô bác thấy đầu năm nay không, với cuối năm ngoái không, có rất là nhiều chuyện xảy ra luôn á mà không thể nào mà lý giải được luôn á. Bởi vì trong kinh giảng cũng nói những chuyện lạ kỳ ai thấy hay chưa, chưa là với kẻ chẳng ưa, chứ người tâm đạo là biết thừa từ lâu. Đúng không quý vị? Con sông nước chảy dầm cầu, ngày sau có việc mình thảm sầu tiếc tha, chừng ấy nổi dậy phong ba, có con nghiệt xúc nghiệt thú á quý vị, nuốt mà người hung. Những câu mà những lời giảng của thầy nó có hiệu ứng rồi đó quý vị chú chị, nên là mình làm gì phải tạo phước. Rồi anh Ngọc mới đây không nhanh như tép vậy đó, ông đi đó quý vị, mua đồ gì nữa đó. Còn thì video đến đây Duy Minh chia sẻ cũng khá là dài rồi quý chú chị ơi, Duy Minh cũng xin kết thúc tại đây thôi. Buổi sáng anh em dọn gọn ghẽ nè, sạch sẽ đẹp đẽ hết đủ cái gì để là chuẩn bị đón khán giả vô. Thì bà con cô bác thấy video có ý nghĩa thì cho Duy Minh một like, một đăng ký ủng hộ kênh ha quý cô chú chị. Mà đặc biệt là hình như là Duy Minh biết là một số bà con cô bác lớn tuổi không có biết xem video mà mình không có nhấn like hoặc là không đăng ký quý cô chú chị. Nhấn like với đăng ký không có tốn tiền gì hết quý cô chú chị, chỉ là cái lượt tương tác mình bấm vô là YouTube nó đánh giá là video nó tốt thôi. Ví dụ như mình thích, mình bấm bên dưới cái màn cái ảnh đại diện mình đó, có cái bàn tay của tay trỏ đưa lên, bấm cái đó và mình sang lại chính giữa là nó để trò chuyện trực tiếp, và sang mấy bên tay phải nó để chia sẻ, thì bà con bấm vô cái nút chia sẻ đó thì nó hiện lên là Facebook, Zalo rồi Messenger gì đó quý vị, mình chia sẻ trực tiếp bên đó luôn cũng được. Mà hoặc là mình ở dưới nó có để cái dòng là sao chép liên kết, hoặc là để là tạo đó quý chú chị, thì mình bấm vô cái sao chép liên kết đó rồi mình thoát ra bên ngoài, rồi mình dán vô Zalo giống như mình đăng bài vậy đó quý chú chị, Zalo hoặc là Facebook gì đó mình đăng, mình dán vô đó khoảng, mình nhắn cái tay vô khoảng 1 hoặc 2 giây là nó hiện chữ dán, mình dán vô cái mình bấm cái đăng ở trên cái góc phải là được rồi quý chú chị. Bấm một cái không ăn, bấm hai cái tùy theo cái điện thoại cảm ứng đó. Giờ Duy Minh xin chào bà con ha, hẹn bà con là một cái video tiếp theo ạ.